Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà các bạn kết hợp cái hàm if với cái hàm V lớp cấp đó. Và trường hợp là hàm if error kết hợp với hàm V lớp cấp. Đấy thì trong thực tế là chúng ta hay phải sử dụng cái tình huống như thế này. Thì mình sẽ làm một cái ví dụ để cho các bạn xem và các bạn có thể là áp dụng nó trong công việc của các bạn. Các bạn nhé. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Rồi, thì chúng ta sẽ vào cái ví dụ đầu tiên là chúng ta sẽ áp dụng cái hàm if kết hợp với cái hàm V lớp cấp. Thì mình sẽ để cái file này ở dưới cái đường link mô tả của video này. Thì các bạn có thể tải về và các bạn có thể thực hành theo các bạn nhé. Bây giờ mình cần lấy cái đơn giá cho cái bảng bảng dữ liệu này. Đấy, dựa vào cái giá nhập này. Đấy, và giá xuất này. Đó. Thì chúng ta sẽ ví dụ bình thường ấy, chúng ta nếu mà chúng ta mà dùng cái hàm V lớp cấp như thế này. Chúng ta dùng hàm V lớp cấp như thế này và chúng ta lấy đơn thuần như thế này. Đấy, thì chúng ta sẽ không biết là chúng ta sẽ lấy giá ở bảng nào. Đúng không ạ? Bây giờ là chúng ta phải phụ thuộc vào cái ký hiệu là chữ N và chữ X này. L là nhập và x là xuất, thì chúng ta sẽ cần phải dựa vào ký tự đó để chúng ta xác định là chúng ta sẽ lấy cái giá nhập hay giá xuất. Đấy, thì bình thường là chúng ta sẽ không thể làm trực tiếp ngay như thế này được, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ phải dùng cái hàm if trước để chúng ta lấy xác định là nếu mà nhập thì chúng ta sẽ lấy cái bảng này đó, còn xuất thì chúng ta sẽ lấy cái bảng này đó. Thì chúng ta sẽ làm như sau nhé. Đầu tiên các bạn sẽ lấy cái hàm if cho mình. Đó, các bạn lấy hàm if này. Đó, các bạn lấy hàm if nhé. Sau đó các bạn sẽ chọn vào cái mã nhập xuất này. Mình cho nó bằng chữ N. Đấy. Chữ N thì các bạn để trong cặp nháy kép và các bạn có thể viết hoa, viết thường đều được các bạn nhé. Nếu mà nó bằng chữ N thì chúng ta sẽ lấy cái đơn giá nhập. Đúng không ạ? Để mà lấy được cái đơn giá nhập này, chúng ta lại lấy một cái hàm V lớp cấp ra như thế này. Đấy, các bạn lấy hàm V lớp cấp này. Sau đó các bạn chọn vào cái mã này. Rồi, sau đó các bạn chuyển con trỏ xuống và các bạn chọn vào cái sheet mà có đơn giá nhập này. Và các bạn sẽ quét chọn nó. Đấy, các bạn cố định nó nhé. Rồi, chúng ta lấy ở cột số 4 đúng không ạ? Rồi, chúng ta chọn là số 0 ở đây. Rồi, tiếp theo là chúng ta đến bước này. Nếu chúng ta cứ ok enter thì nó sẽ kết quả nó sẽ như thế này. Các bạn sẽ thấy là nó for như thế này, là bởi sao nó không tìm thấy ở trường hợp mà giá xuất. Các bạn thấy chưa, nó hiện chữ for như thế này này. Đấy, bởi vì chúng ta mới lấy được đơn giá nhập thôi. Vậy trong tình huống như vậy thì chúng ta sẽ phải là trường hợp nếu mà cái mã này nó bằng nhập thì chúng ta sẽ lấy cái giá nhập. Còn trường hợp nó bằng x thì chúng ta sẽ lấy cái giá xuất. Đấy, thì chúng ta sẽ phải kết hợp tiếp như thế này này. Mình làm từng bước để các bạn xem nhé. Các bạn lấy hàm if như thế này. Rồi, sau đó các bạn sẽ chọn vào đây này. Nếu mà nó bằng, các bạn để là bằng n như thế này. Thì chúng ta sẽ lấy cái hàm v lớp cấp. Đấy, v lớp cấp để chúng ta lấy đơn giá nhập. Rồi, chúng ta quét chọn cái đơn giá nhập như thế này. Đấy, và các bạn cố định nó. Các bạn chọn cột số 4 nha. Chúng ta lấy cột số 4 chỗ này là để số 0. Sau đó nhé, các bạn để con trỏ vào hàm if này này. Đó, nếu mà nó ký tự của mã nhập xuất ấy, nó bằng chữ N thì chúng ta sẽ lấy cái đơn giá ở cái sheet giá nhập đấy. Đấy. Còn nếu mà trường hợp còn lại là cái mã nhập xuất này nó là chữ X ấy, thì chúng ta sẽ lấy cái đơn giá ở cái sheet giá xuất. Đấy, thì chúng ta lúc này chúng ta lại lấy một cái hàm V lớp cấp khác ra. Đó, chúng ta chọn vào cái mã hàng này và chúng ta sẽ chuyển con trỏ xuống và chúng ta quét chọn ở cái bảng giá xuất bên này. Rồi, sau các bạn cố định nó lại nhé. Các bạn cũng sẽ để là số 4 ở đây. Đấy, chỗ này sẽ là số 0. Rồi, ok. Đấy, các bạn sẽ kéo xuống và lúc này các bạn sẽ có được là nếu mà cái mã nhập xuất này này nó là ký tự L thì chúng ta sẽ lấy cái giá nhập.
mà nếu mà mã nhập xuất là chữ x thì chúng ta sẽ lấy giá xuất. Bên này là bảng giá xuất các bạn nhé, đấy giá xuất này, còn bên này là giá nhập này, các bạn hiểu chưa? Đó, thế đây là một cái ví dụ mà chúng ta dùng cái hàm if kết hợp với cái hàm VLOOKUP. Tình huống này trong thực tế hay gặp phải các bạn nhé. Đó, mình làm lại một lần nữa này để các bạn xem nhé. Đó, rồi đầu tiên nhé, các bạn lấy hàm if ra như thế này, được chưa nào? Sau đó các bạn chọn vào đây và bằng, mở nhé kép ra bằng nhập, đúng không ạ? Rồi sau đó các bạn chuyển con trỏ xuống và các bạn lấy hàm VLOOKUP này, VLOOKUP các bạn chọn vào, chọn vào mã hàng này, đúng không ạ? Các bạn chuyển con trỏ xuống, chọn sang cái sheet giá nhập này, các bạn quét chọn nó. Sau đó các bạn cố định lại và các bạn lấy cột số 4 này, cái giò là 0 này, được chưa? Đến bước này các bạn để con trỏ vào hàm if đây nhé, chuyển vào bên trong, tiếp tục các bạn lấy hàm VLOOKUP như thế này, các bạn sẽ chọn vào cái mã này và chuyển con trỏ xuống, chọn cái sheet mà có giá suất đó, các bạn cố định lại, các bạn cũng lấy cột số 4 và 0 ở đây, enter, rồi các bạn kéo công thức xuống. Đấy, như vậy là các bạn sẽ lấy được cái giá nhập và giá xuất rồi, đúng không ạ? Đó, thì đây là mình đưa ra một cái ví dụ như vậy để các bạn có thể vận dụng cái cách mà các bạn có thể là sử dụng hàm if kết hợp với hàm VLOOKUP trong thực tế hay sử dụng các bạn nhé. Rồi tiếp theo là chúng ta sang cái ví dụ tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng hàm if error kết hợp với cái hàm VLOOKUP. Ví dụ bây giờ mình cần phải lấy đơn giá cho cái cột đơn giá ở đây. Đó, thì chúng ta cần phải dùng cái hàm VLOOKUP như bình thường như này. Đó, bình thường chúng ta lấy hàm VLOOKUP như vậy đúng không? Chúng ta chọn vào đây này, chuyển con trỏ xuống và chúng ta quét chọn cái bảng này, cố định lại đúng không ạ? Chúng ta lấy cột số 3 này. Đấy, cách dò là 0, dò tìm chính xác. Chúng ta kéo công thức xuống như thế này thì các bạn sẽ thấy điều gì xảy ra. Các bạn sẽ thấy những kết quả NA như này. Kết quả NA như này có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái mã này này các bạn này, nó ở trong cái bảng đơn giá nó không có. Trong bảng đơn giá không có cái mã đấy. Cho nên nó không tìm được, không tìm được, cho nên nó cho kết quả là NA như vậy. Tiếng Anh nghĩa là not available các bạn nhé. Vậy nếu trường hợp mà chúng ta để như này thì nhìn cái bảng nó giống như kiểu bị sai đúng không? Đấy, thế chúng ta không muốn thể hiện kết quả NA như vậy. Thì chúng ta có thể là đưa về cái trạng thái nào đó mà chúng ta muốn. Ví dụ đưa về số 0 hoặc là mình ghi là không tìm thấy chẳng hạn thế. Thế thì chúng ta sẽ ứng dụng nó bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng cái hàm if error kết hợp với hàm VLOOKUP để chúng ta giải quyết cái tình huống như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ làm từng bước cho các bạn xem. Đầu tiên các bạn sẽ nhập dấu bằng đúng không? Rồi, các bạn sẽ lấy cái hàm if error ra trước cũng được, hoặc các bạn dùng cái hàm VLOOKUP trước cũng được. Đấy, nhưng mình sẽ lấy cái hàm if error ra trước để cho các bạn xem nhé. Mình chọn hàm if error này. Rồi, sau đó nhé, ở chỗ này nó bị lỗi đúng không? Nó bị lỗi, giả sử mình để kết quả là không tìm thấy. Không tìm thấy, khi mà nó bị lỗi như vậy, mình ghi chữ là không tìm thấy. Không tìm thấy. Các bạn có thể để là dấu không đều được nhé. Các bạn để dấu không. Đây mình chỉ đang hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái hàm if error kết hợp với cái hàm VLOOKUP thôi. Còn trong thực tế, nếu kết quả là con số thì các bạn nên để là số 0 nhé. Các bạn nhé, nên là số 0. Nếu trường hợp sau này các bạn tính toán tiếp thì các bạn mới tính được. Còn trường hợp này mình cố tình mình để không tìm thấy để cho các bạn hiểu rõ cái cách mà các bạn sẽ vận dụng cái hàm if error các bạn kết hợp nó như thế nào thôi. Rồi sau đó các bạn để con trỏ lên phía trên và các bạn lấy hàm VLOOKUP ra như thế này. Và các bạn cũng dò cái mã này và các bạn quét chọn cái bảng trên này. Rồi các bạn cố định nó, F4 cố định và các bạn sẽ lấy cái cột số 3 và cách dò là số 0, enter. Rồi các bạn sẽ kéo công thức xuống. Các bạn sẽ thấy là tại cái vị trí những cái kết quả mà NA như vừa rồi, nó không hiện là NA nữa mà nó hiện kết quả là không tìm thấy. Đó, thì các bạn sẽ biết là cái mã này, những cái mã này này, nó không tìm thấy được cái đơn giá đấy. Đó, hoặc các bạn có thể để là, thay vì các bạn để là không tìm thấy thì các bạn có thể là mình bấm vào if error này, bấm vào cái hàm fx ở đây các bạn nhé, bấm vào đây nó sẽ hiện công thức lên này. Các bạn có thể để là số 0 nếu các bạn muốn. Đó, ok. Rồi các bạn kéo xuống như thế này. Đó, có nghĩa là gì? Có nghĩa là tại cái vị trí đối số thứ hai của cái hàm if error này, các bạn có thể ghi một cái giá trị nào đó tùy ý mà các bạn muốn. Các bạn hiểu chưa? Đấy, ví dụ như giả sử như là cái mã, cái bảng giá đó
những cái vị trí NA này nó không tìm được cái giá ở cái bảng đó, thì chúng ta có thể là tìm ở cái giá bảng khác. Giả sử như là bây giờ mình sẽ copy những cái mã này các bạn nhé. Đấy, mình copy những cái mã này, mình copy này và mình dán ra đây. Mình giả sử nó sẽ có một cái bảng giá khác đấy, các bạn hiểu không? Ví dụ giá của những cái mã đó là, ví dụ như là mình điền một con số bất kỳ các bạn nhé. Đấy, con số bất kỳ nó tượng trưng cho có giá thôi, các bạn hiểu nó như thế. Đó, rồi như thế này. Đó, giả sử đây là một cái bảng giá khác, giả sử như vậy. Đó, đấy. Thế thì trường hợp mà thay vì mình để là kết quả này, con số 0 này, giả sử như cái mã này này nó sẽ nằm ở một cái bảng giá khác, thì các bạn sẽ vận dụng nó như sau. Đấy, các bạn mở nó, hàm if error lên nhá. Tại cái vị trí này này thì các bạn sẽ để là cái hàm, lấy cái hàm v nâng cấp tại cái vị trí này. Các bạn hiểu chưa? Lấy hàm v nâng cấp vào đây. V nâng cấp ở đây nhé. Các bạn sẽ chọn vào cái vẫn cái mã này luôn. Đấy, giờ các bạn sẽ quét chọn cái bảng bên này này, các bạn cố định nó lại. Rồi, chỗ này là số 2, chúng ta lấy đơn giá cột số 2 và cách này là số 0 nhé. Giờ tìm chính xác. Sau đó các bạn chọn OK này. Thì các bạn kéo công thức xuống, các bạn sẽ thấy là tại những cái vị trí mà cái nó bị lỗi vừa rồi ấy, là nó lấy kết quả đơn giá ở cái bảng phía bên này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, các bạn thấy nó sẽ lấy cái đơn giá ở cái bảng phía bên đó. Đấy, các bạn hiểu chưa? Đây này, mình phân cách hàng nghìn cho các bạn thấy là con số nó có đúng không này. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì đây là cái cách mà các bạn sử dụng cái hàm v nâng cấp kết hợp hàm if error. Các bạn thấy hay không? Nếu mà trường hợp mà đôi khi các bạn mà không biết cách sử dụng hàm if error kết hợp với nó, thì các bạn đôi khi là để cho cái bảng nhìn nó sạch đẹp, các bạn hay xóa cái kết quả NA đi. Như vậy rất nguy hiểm nếu trường hợp cái bảng nguồn này mà nó được cập nhật, thì khi đó cái kết quả của các bạn ở đây nó sẽ không có đâu. Đặc biệt là những các bạn mà làm liên quan đến về nhân sự ấy, làm công, làm lương hoặc kế toán ấy, đúng không? Đó, kho xuất nhập khẩu, mua hàng, bán hàng gì đấy. Đấy, các bạn chú ý cái điểm này. Thì đây là cái video mình hướng dẫn cho các bạn cái cách mà các bạn ứng dụng cái hàm if kết hợp hàm v nâng cấp và hàm if error kết hợp với hàm v nâng cấp luôn. Là hai cái hàm này kết hợp với nhau trong tình huống rất là nhiều luôn. Các bạn chú ý nhé. Đấy, thì mình là Mr. Cảnh Excel. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên đăng ký kênh và cập nhật những cái video mình chia sẻ ở đây các bạn nhé. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.